Lê Tính trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Làm Đẹp với Thanh Kim Mỹ. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, trong suốt thời gian vừa qua thì hầu như tất cả mọi hoạt động của vùng Nam Cali của mình đều bị ngưng lại hết, và tất cả các business đều bị đình trệ vì vấn đề dịch Covid-19. Nhưng riêng đối với chị Thanh Kim Mỹ thì thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ trong suốt thời gian vừa qua vẫn là một người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả trong những vấn đề làm đẹp. Ngày hôm nay thì trong chương trình Làm Đẹp với Thanh Kim Mỹ, lâu lắm rồi hai chị em mới trở lại cùng với tất cả quý vị khán giả. Và Lê Tính cũng xin giới thiệu sơ là thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ ở bên đối diện Phước Lộc Thọ. Quý vị đứng ở bên Phước Lộc Thọ nhìn thẳng qua sẽ thấy một cái bảng hiệu Thanh Kim Mỹ thật là lớn. Xin chị Thanh Kim Mỹ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Thanh Kim Mỹ xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài VBS và khách hàng nhiều năm của Thanh Kim Mỹ. Luôn luôn lúc nào Thanh Kim Mỹ cũng chúc cho tất cả đẹp, khỏe và vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình. Chào Lê Tính, lâu lắm rồi mình mới gặp nhau, lâu lắm rồi mình mới ngồi chung bên nhau. Có thể nói là từ sau đợt cách ly vừa qua thì hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, nhưng mà ít bao giờ gặp mặt nhau lắm bởi vì cái vấn đề cách ly hiện. Nhưng mà trong thời gian hiện nay thì đã giãn cách được một số ít rồi, thành ra có một vài cái cơ sở đã hoạt động trở lại, một số nhà hàng cũng đã có khách vào, nhưng với một cách đề phòng là tránh lây nhiễm dịch Covid-19. Thì riêng với thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ thì vẫn đón tiếp quý khách, nhưng mà chúng tôi có những cái điều rất là đặc biệt để quý vị an tâm khi đến với thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ. Bây giờ thì xin mời cho Thanh Kim Mỹ cho quý vị khán giả biết là khi đến thẩm mỹ viện của mình có cách nào để mà cho quý vị khán giả an tâm về cái cách mà phòng chống dịch Covid-19 hiện nay không? Dạ, Thanh Kim Mỹ xin chào khách hàng. Khách hàng cứ yên tâm đến với Thanh Kim Mỹ, dù lớn tuổi hay trẻ hay là còn nhỏ, cứ đến với tiệm Thanh Kim Mỹ. Hiện giờ Thanh Kim Mỹ có làm thêm một cái bằng vệ sinh máu trong mùa này, và khi mà ai vào đó thì mỗi một người đều nằm riêng một cái phòng khác biệt rất là xa, và ai mua đồ hay là mua tóc kem son gì cũng vậy cũng đều lấy hẹn cho Thanh Kim Mỹ 714-251-7533. Thì nếu chị em mà lấy hẹn đó thì lại cách xa, rất là cái khoảng xa để không ai ngồi gần bên nhau, hay là ngồi phải chờ đợi kế thì ai cũng sợ lây bệnh. Thành ra khách hàng cứ yên tâm đến với tiệm Thanh Kim Mỹ, sạch sẽ, vệ sinh tuyệt đối trong cái mùa này. Và cứ điện thoại cho Thanh Kim Mỹ 714-251-7533, tới xăm chân mày hay là mí mắt gì đó phải lấy hẹn cho đúng hẹn, để không phải là ngồi chờ đợi để mà đụng chạm với nhau và phải sợ lây bệnh. Kính thưa các vị khán giả, số điện thoại là 714-251-7533. Và nếu gì nào gọi phone cho chị Thanh Kim Mỹ mà bị kẹt máy thì lúc đó có thể là chị Thanh Kim Mỹ đang nói chuyện về một cái cuộc hẹn ở trên phone, vấn đề xăm hoặc là vấn đề dạy học viên, thì bây giờ có thể gọi số 714-891-1111, 714-891-1111. Chị Mỹ biết không, có nhiều người thì người ta lo sợ về cái vấn đề mà đi xăm. Thứ nhất là người ta sợ không an toàn trong mùa dịch này, và cái vấn đề thứ hai người ta sợ khi mà xăm ra đó thì khi về nó sẽ thành nguyên một cái bọt, rồi nó sẽ làm cái khuôn mặt của mình nhìn lên giống như nguyên một cái cục đen vậy đó. Thì chị Mỹ có thể cho quý vị khán giả biết là kỹ thuật xăm của thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ thì đặc biệt như thế nào hay không? Tiệm Thanh Kim Mỹ chắc ai cũng biết, từ Việt Nam sang Mỹ tới giờ là chưa bao giờ xăm ai bị xanh hay bị đỏ. Thành ra quý khách hàng hãy đến với Thanh Kim Mỹ, nhất là mùa này thì rất là vệ sinh tuyệt đối, lại có bằng trong cái mùa dịch này thì thành ra không ai sợ lây bệnh hết. Và Thanh Mỹ đặc biệt cũng có những cái thuốc khi mà mình xịt trong phòng để khách hàng vào nằm đó, rất là vệ sinh. Và Thanh Kim Mỹ vẽ trước khách hàng hài lòng từ lông mày, mí mắt, viền môi, hay hoặc là lấy những cái đồ mồi tàn nhang trên khuôn mặt, bảo đảm khách hàng Thanh Kim Mỹ vẽ tuyệt đối. Mình là nghệ sĩ, mình vẽ nhưng mà vẫn lắng tai nghe khách hàng thích lớn hay nhỏ, đậm hay lợt. Dù đậm cũng không xanh, dù lợt cũng không ngã đỏ. Thành ra đặc biệt thuốc của Thanh Kim Mỹ đúng theo màu khách hàng chọn, chẳng hạn như thích mi rung rau hay là dark brown hay là light brown thì hoàn toàn lợt cũng không đỏ mà đậm cũng không đen thui hay là xanh lè. Thành ra đến với Thanh Kim Mỹ không thể nào tiền mất tật mang. Còn nếu mà lỡ mà đi nơi khác bị xanh quá nhiều, hay hoặc là cái đuôi bị quặp xuống, đuôi mắt nó gọi là phong thủy đi xuống cái mắt mình nó buồn theo, hay là xăm mí mắt thì vẽ làm sao cho bị người ta vẽ, người ta xăm bên cao, bên thấp, bên trề, bên trợn. Thành ra đến với Thanh Kim Mỹ bảo đảm xăm cặp mắt đẹp tại chỗ, chân mày vẽ đẹp tại chỗ, không đẹp, đau, không lấy cái tiền.
Kính thưa quý vị khán giả, và điều mà quý vị khán giả muốn biết, Lê Tính nghĩ rằng tất cả quý vị ai cũng muốn biết khi xem chương trình này, là trong cái thời điểm dịch Covid-19 này thì thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ có một cái giá cả đặc biệt nào, nhất là dành cho những cô bác lớn tuổi mà không tiện đến tiệm rồi phải nhờ con cái để mà nhín thời gian để mà chở mình đến. Thì dĩ nhiên là chị Thanh Kim Mỹ có một điều đặc biệt dành cho các bác lớn tuổi, dành cho các cô, và giá đặc biệt cho mùa này thì như thế nào chị Mỹ? Thì giống như là cái giá đặc biệt là cái người lớn tuổi đó, thì lúc nào Thanh Mỹ cũng thương nhiều lắm luôn. Đến thì Thanh Mỹ sẽ xăm rất là tự nhiên, giống như nhiều người ta nói tôi già chứ tôi thí dụ như tôi không còn đi nổi đi, mà tôi cũng muốn tôi đẹp. Thành ra đến với Thanh Kim Mỹ sẽ xăm một cặp chân mày rất là nhỏ tự nhiên, thì Thanh Kim Mỹ thương có 120 thôi. Còn nếu như mà không phải là lớn tuổi lắm thì cũng là 150 thôi, chứ ngày xưa là từ 250 tới 200 là chân mày đã có xanh đỏ, bớt hết gần 100 đô. Còn nếu mà còn trẻ hơn Thanh Kim Mỹ đó, hoặc là bằng Thanh Kim Mỹ đó, thì giống như ngày xưa mà xăm xói nhiều là 250, thì bây giờ cũng vẫn còn 200. Nhưng mà khách hàng ơi, đừng có tiếc 5-10 đồng, 20 đồng. Nhiều khi đi vô một cái nơi nào đó, người ta lấy rẻ hơn Thanh Kim Mỹ chỉ có 10, 20, 30, nhưng mà có công nhận là xanh lè, hoặc là cái chân mày cái shape không đẹp không, hay là con mắt vẽ không biết cách vẽ thì con mắt mình nó sụp thêm. Còn Thanh Kim Mỹ vẽ con mắt mình nó to ra mà long lanh nha, đẹp lắm, thì khách hàng cứ yên tâm đến với Thanh Kim Mỹ, không thể nào tiền mất tật mang. Và Thanh Kim Mỹ sẽ được tôn trọng một cái này, có nhiều người mua kem của Thanh Mỹ. Thanh Kim Mỹ nổi tiếng có hai bộ kem, loại kem Nhật Ba Hũ và kem Thái. Trong đó nó có cục sạp bông xài tới 9 tháng, và trong đó có nhiều loại kem để mà trị hết nám và hết mụn luôn. Có những người nói Thanh Kim Mỹ ơi, cái chỗ khác có bán rẻ hơn Thanh Kim Mỹ. Tiền nào của nấy, nếu mà rẻ là loại người ta giả, cái kem giả. Còn kem của Thanh Kim Mỹ là 75 đồng một bịch, nhưng mà mùa này thì chỉ còn một hộp kem Thái 70, và kem Nhật cũng có 70 đồng, mà xài một bộ tới 7-8 tháng, hoặc là xài kem Nhật kem Thái thì một cục sạp bông tới 9 tháng. Nếu như ai muốn mua mà không có ra tiệm Thanh Kim Mỹ được, cho Mỹ địa chỉ, dù mua một bịch kem ba hũ 70 đồng kem Nhật á, hay hoặc kem Thái bớt 5 đồng còn 70 đồng, Thanh Kim Mỹ sẵn sàng chạy tới giao tận nhà cho khách hàng. Tại vì Thanh Kim Mỹ muốn khách mình đẹp, khỏe và trẻ hoài. Kính thưa tất cả quý khán giả, nãy nghe chị Mỹ nói thì Lê Tính cũng biết rằng là hồi trước bây giờ thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ rất là bận, và cũng không có thời gian để mà đi tới tận nhà để giao cho tất cả quý khách những cái món hàng mà tất cả quý vị khán giả muốn. Nhưng ngày hôm nay trong mùa dịch 19 thì trong mùa dịch Covid-19 này thì chị Thanh Kim Mỹ đã có một cái gọi là một đem giao tới hàng tận nhà. Quý vị nếu mà vậy thì quý vị có thể gọi cho chị Thanh Kim Mỹ số điện thoại là 714-251-7533. Quý vị hỏi, có thể hỏi là giá son, giá tóc, giá kem, xong rồi đặt luôn order cùng một lúc, thì chị Thanh Kim Mỹ sẽ cho người đem tới nhà cho tất cả quý khán giả. Ngoài ra mua một món cũng một món tới nhà, tới nhà. Tóc như cỡ Thanh Kim Mỹ như vậy nè là 30 đồng, chừng nào mà ngắn lắm nha là 25 đồng, nhưng mà gọi là tóc giả nha. Còn Thanh Kim Mỹ có bán tóc thật 100%, tóc thật, một miếng mỏng để trên đỉnh đầu. Có nhiều người bị tóc bạc, cứ cảm thấy đi tiệc bất ngờ, ta mời bất ngờ á, thì vẫn là bị chân tóc bạc hoặc là bị tóc ít, thì Thanh Kim Mỹ cũng có bán tóc thật để che, rất là mỏng manh. Có lần khách hàng về hỏi là tóc thiệt gì chưa Thanh Kim Mỹ, thì lúc đó thì chưa bệnh dịch thì nó chưa có về, thì bây giờ bệnh dịch thì về tới rồi, nhưng mà bây giờ cũng đã ổn định rồi, thì cứ yên tâm mà ra tiệm Thanh Mỹ thử thoải mái tóc thật đó. Thì một miếng mỏng thì 120, còn miếng hơi dày mà dài xuống tới ót cổ luôn đó thì từ 200-250. Thì đến với Thanh Kim Mỹ đó, thì Thanh Mỹ sẽ thương, sẽ còn có thể tặng thêm quà. Còn son thì ngày xưa 2 cây 25 đồng, tặng 1 là 3 cây, bây giờ chỉ còn 2 cây 20 đồng mà tặng 1, tức là 3 cây. Chỉ cần mua một bộ son thôi 20 đồng thôi, mà muốn đem tận nhà Mỹ cũng đem nữa, nhưng mà nhớ buổi chiều nha, tại vì ban ngày Mỹ mất bận xăm với mật bận dữ lắm. Nói chung là mùa này thì Mỹ thấy là ai cũng sợ lây bệnh, chứ sự thật tiệm Mỹ cũng có khách điều, tại vì Mỹ chiều khách hàng như là người thân vậy đó. Kính thưa các vị khán giả, nói về tóc giả thì rất là có nhiều người đội cái đầu tóc giả vào,
nhìn lên người ta biết tóc giả liền và họ sẽ không thoải mái khi mà tiếp xúc với những người xung quanh. Nhưng khi đến thẩm mỹ viện Thanh Kim Mỹ, tất cả vị khán giả sẽ được tư vấn về cách làm tóc giả như thế nào cho giống tóc thật. Quý vị thấy rõ ràng chị Thanh Kim Mỹ đang đội tóc giả, nhưng mà mình nhìn vào cái máy là thật nhưng cái phía sau là giả, mà mình nhìn vào mình không biết đó là tóc giả, thì điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy là tự tin an tâm khi mà mình đội một cái đầu tóc đẹp để mình tiếp xúc với những người xung quanh. Mong rằng tất cả vị khán giả sẽ gọi số điện thoại 714-251-7533, 714-251-7533 hoặc là số 714-891-1111 để gặp nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ. Mình hẹn xăm môi, hẹn xăm mắt, rồi mình đặt mua đồ, có thể là mình hẹn giờ để mình ra bên đó, rồi sẵn một lần quý vị đi, một lần nhờ người nhà chở đi thì mình ra bên đó mình gom hết từ tóc, tai, son, môi, rồi viết chì, vẽ mắt, rồi tất cả cái gì đều có thẩm viện Thanh Kim Mỹ hết. Tiệm Thanh Kim Mỹ mở cửa là 8 giờ 40 phút, 8 giờ sáng 40 phút là đã mở cửa rồi. Thành ra ai mà bận đi làm đó, hay hoặc là muốn chạy đi ra mua kem đó, tại vì Mỹ đang nổi tiếng về kem là ai xài cũng trắng đẹp hết á, mà không bao giờ tái trở lại, thì ai nắm cỡ nào cũng sáng rực hết. Thì Mỹ mở cửa 8 giờ 40 phút buổi sáng, mà còn chiều thì có khoảng là 5 giờ rưỡi Mỹ đóng cửa. Hoặc là ai có cần mua kem mà trễ thì Mỹ chờ, hoặc là xăm trễ Mỹ cũng chờ. Thành ra cứ điện thoại Thanh Kim Mỹ 714-251-7533. Nhớ là tiệm Thanh Kim Mỹ chiều khách hàng như người thân, bán tóc cho thử thoải mái, lỡ mà không hài lòng không mua cũng vui nữa, giống như là một cái tình gia đình vậy đó. Ở nhà buồn thì chạy ra tiệm Thanh Kim Mỹ ngồi chơi cũng được, không cần mua cũng được. Và nhớ là ai mà bị đồ mồi hoặc là bụt thịt một tóc đó thì đừng có sợ, da mặt mình nó bị tối tăm, buồn, xui xẻo thì đến với Thanh Kim Mỹ, Mỹ sẽ lấy từng một nhẹ nhàng, đau không lấy tiền, Mỹ đắp tê cực mạnh để cho khi remove mất tại chỗ, sáng rực tại chỗ trên khuôn mặt. Và Mỹ còn cho kem nghệ ít thôi nha để mà xài để cho cái da mình nó even skin. Còn nếu mà ai mà cần kem nghệ nữa mà khi remove xong rồi đó, mua một cái hũ kem nghệ đó 45 đồng, xài tới 7 tháng cực kỳ liền, da mặt sáng rực luôn. Hãy đến với tiệm Thanh Kim Mỹ, lúc nào Thanh Kim Mỹ thương khách hàng như người thân, xăm đau không lấy tiền, lỡ bị xanh bị đỏ Mỹ sẽ vẽ lại và làm hết xanh hết đỏ, và môi bị bên cao bên thấp Mỹ vẽ lại cho cánh môi đều, và xăm cánh môi hoặc là lam lam vô bên trong giống như hết môi vậy đó, chỉ có 250 thôi, ngày xưa là 350, bây giờ chỉ còn 250 thôi mà giống như hết môi vậy đó. Kính thưa tất cả khán giả, và trong mùa này cũng là mùa hè, cũng gần tới rồi. Thành ra có tất cả rất nhiều bạn trẻ muốn học một cái nghề để tạo cho mình một cái nghề để mà an tâm khi mà bước ra cuộc sống. Thì trong cái chương trình tuần sau, Thanh Kim Mỹ và Lê Tính sẽ trở lại với tất cả khán giả về vấn đề là nhận học viên như thế nào và cách dạy học viên như thế nào để mau biết nghề, mau kiếm được tiền. Cảm ơn tất cả vị khán giả đã theo dõi chương trình Làm Đẹp cùng với Lê Tính và Thanh Kim Mỹ. Chúc tất cả vị khán giả luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Xin mời nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ. Dạ, Thanh Kim Mỹ cũng lúc nào cũng chúc cho khách hàng của Thanh Kim Mỹ luôn luôn lúc nào cũng đẹp, trẻ, khỏe và vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình. Nhớ nha, nhớ đón xem Thanh Kim Mỹ, một tuần sẽ phát 3 kỳ, nhưng mà 3 lần Thanh Kim Mỹ và Lê Tính talk show là đều liên tục 3 ngày liên tục. Nhớ nha, một tuần 3 ngày liên tục khi đón xem Thanh Kim Mỹ và Lê Tính. Thanh Kim Mỹ xin kính chào quý vị khán giả thân yêu.